Mỡ máu cao dẫn đến hình thành các mảng xơ vữa động mạch, gây hẹp tắc động mạch, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Nhồi máu cơ tim, đột quỵ là hai bệnh lý cấp tính nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong ngay nếu không được can thiệp kịp thời. Trong khi đó, có đến khoảng 25% các cơn nhồi máu cơ tim không gây đau ngực hoặc bất kỳ triệu chứng nào. Chính vì thế, việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguyên nhân như mỡ máu cao đóng vai trò quan trọng. Sarafi ứng dụng công nghệ siêu nano trong chiết xuất hoạt chất monacolinca trong men gạo đỏ, kết hợp với nactokina truyền thống Nhật Bản giúp hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, đem lại niềm vui cho hàng triệu người bị mỡ máu cao. Đối tượng sử dụng, người bị cholesterol trong máu cao, có nguy cơ bị xơ vữa mạch máu. Cách sử dụng, ngày 4 viên chia 2 lần, uống với nước. Anh chị đang quan tâm đến sản phẩm hãy để lại số điện thoại, chuyên viên bên sản phẩm sẽ gọi điện tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và liệu trình phù hợp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.